Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua Witco Time được trang bị cấu hình full group Shimano Sora. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Chiếc xe có khung bằng nhôm, nước sơn này còn rất là mới. Hầu như là không có một vết xước nào đáng kể. Có thì cũng chỉ có vài cái vết nhỏ nhỏ do quá trình sử dụng, không thể tránh khỏi. Thế còn tổng thể của chiếc xe thì nhìn nó rất là đẹp, rất là mới. Trang bị bộ tay lắp chuyển số Shimano Sora, phanh 3 mở. May ư bi vòng. Đùi Shimano. Trang bị bộ chuyển động tất cả full group Shimano Sora. Bây giờ sẽ vào bo size và test chuyển động cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 52 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ trên 1m6 đến khoảng trên 1m7 đi là phù hợp. Trang bị 9 tầng lip, 2 tầng đĩa. Chuyển động của chiếc xe thì vô cùng là mượt mà. Bấm góc nào ra cũng đấy. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Vâng, chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 9,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.